Dạ, cào theo theo dạ, đi sau này châu nó nhập lại mấy chú máu chết tôi rồi. Các bạn đã quay trở lại với Oops Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với quên lộn nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với The Biome Stone. Ok, nó đã nhận được nhiệm vụ từ thằng này. Và các bạn thấy mình vẫn mặc cái áo đó thôi, bởi vì mình quay trong cùng một ngày. Ok, rất là dễ dàng để nhận biết. Diamond. Vừa mới vô rồi. Ok, 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 ok. Mình sẽ thay một tí cái đồ đây. Và chúng ta sẽ phải tìm một cái chìa khóa ha, chúng ta phải tìm một cái chìa khóa để mở cánh cửa. Hình như là có phải như cánh cửa phía dưới kia. Phải tìm chìa khóa đâu đấy thôi. Ủa? À, không có gì hết. Ok, chúng ta sẽ phải tìm cái chìa khóa đủ. Important. What the fuck? Important. Rất là quan trọng. Hey, thằng Waster. Pha kiểu như cái quyển sách important này, important có nghĩa rất là quan trọng, và time waster có nghĩa là cái thằng lãng phí thời gian, cái thằng là rảnh, thằng rảnh, 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 rảnh. Có rương không? Không có rương. Hey, tuyệt quá. Có sức mà sao không có rương? Ta tốn công. Ha, thằng nào cái ha. Có rương không? Ấy, kiếm kim cương luôn. Level. Cái level có khi nào nó là cái chìa khóa không? Ê, 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 bất cái gì đi rồi. No 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 no. Stack là thịt bò à? Không, stack thịt bò là thịt heo. Pot shop là thịt heo nè. Chúng ta lỡ nãy giờ chúng ta lỡ ăn thịt bò. Ok, ok. Quá dễ dàng rồi. Oh man. Thế khoái nào mà hụt chân chỗ chỗ đó được. No 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 no. No 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 no. Ok. Ok, anh giải nhất thuộc tay bắn cung của anh cờ húi đấy. Ê. Ê. Đấy, chết ngắt. Ok, ok, ok. Ok. Shit me. Chết đi. Ui ui ui. Anh bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta có gì có thể ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh. Để ui, để nói chuyện. Ui ui. Không đi, anh đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Quỷ bắt này đi. Ui ui, lỡ nhảy. Well well well. Cái chú đang làm gì trên này? Ê, 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 ê. Quên, mình cứ nhấp chuột không ạ. Ok, ok, ok. No, no, no. No. Thế quái nào mình vẫn còn sống sau cú vừa nãy. Ok. Ủa có rương kìa. Ok, chúng ta có rương rồi mà. Ê, chúng ta có đến hai cái kiếm kim cương lận. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Ta không có gì xung quanh đi hết ha. Không có gì hết. Ồ, oh, cái kia có vẻ. Không có gì hết. Để coi coi, lỡ trong đây có một số. Tí. Vậy như không có gì ở phía đó. Không có gì ở phía này. Và phía này cũng không có gì nốt. Đúng không? Không có gì nốt đúng không? Ok, ok, ok. Chúng ta chỉ có một đường để đi thôi. Ok, ok, ok. Chuẩn man luôn, trời ơi, thấy cái đây là chụp liền, chụp mũ liền. Ok,
cái gì đây? Ok, đấy. Chút men nữa. Wow. Play key À, cái này là gỗ đúng không? Tôi thể dục ra. Ok. Ủa còn cái key nào nữa? Chỉ còn một cái key chứ mấy. Còn cái nào khác sao? What Còn cái nào khác sao? Đừng vậy được. Play key here. Ta cũng đã đọc cái đấy ra. Sẽ dùng cái nào để đập nó ra được nhỉ? Chang lekin, nó không có cái gì để key, where's the key? God, man. Đáng lẽ nếu theo cái chuẩn thì chúng ta phải đặt cái stone pressure play ở đó. No. Oh, đặt đây cũng được hả? Ok, Ồ, cái này hình như là mình phải quăng một cái gì đó thiệt là nặng vô. Kim đá. Kim kim cương. chúng ta làm chậm chậm nhưng mà ok, kiểu làm ngược nhưng mà không sao cả, chúng ta lại có thể vượt qua rất là dễ dàng. Bắt thầy bắt cô lên tiếng. Yeah. Không thể nào như vậy được. Thằng làm map này đối với cách biết thằng làm map này rất là biết cách chôn người luôn. Trâu 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 chiu 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 ok. Bên kia, bên này có thể đi bên này. Ok. Có gì đây không? Không có gì ở đây hết. Ok. Có lẽ chỉ có một đường để đi thôi và đường đó. Mình có nên đi xuống dưới đó không? Holy. Tại vì còn có một đường để đi, chúng ta không thể nào. Ok. Ta còn đi đường nào được nhờ? Thì mình té xuống dưới đây rồi. Ok. Có cái rương đồ ở đâu đây không? Không có rương. Oh man. Holy shit. No. Bỏ đi nha, bỏ nha, bỏ nha, hư. Hư nha. No. Làm sao mà chúng ta có thể xử lý hết được đám này được hả? Ui, đừng tung tôi. Khu vực này có ý nghĩa gì đây? Khu vực này có ý nghĩa gì đây? Cái cung đâu rồi? Ok. Oh man. Ê, 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 ê.
hư quá nha. Để tôi dậy cho chết ra. Trời ơi, bố. Ây da. Ây da. Trời ơi, bọn nó. Ok. Pèo. 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 Chết đi. Sau này châu đó nhà bọn này bao nhiêu máu. Chết tôi chắc rồi. Nha. Chúng ta phải ăn cái đã. Ta phải giữ cái táo vàng chúng ta lại. Ok. Ui trời, bọn này nó đông vãi cả đái ra. Không thể nào tin được. Tiếng gì ghê quá các bạn ơi. Tiếng gì ghê vãi luôn á. Ok, chúng ta có một đống đồ ở đây luôn. Nên vứt bớt đi ha. Dẹp hết rồi hả? Mình dẹp hết đống đồ ở đống kia rồi hả? Ok, có vẻ như chúng ta đã dẹp hết và mình vừa mới lượm lại cái lượm lại cái dây của mình vừa vứt ra. Ok, chúng ta phải tìm hiểu cái xung quanh này. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái đèn này hả? Panning material. Ôi, xô nước. Thì chúng ta lấy ra đi cho chắc kèo ha. Có thể chúng ta sẽ cần đó. Rồi, dưới kia có một cái đèn và có một cái cửa. Có vẻ như chúng ta phải đi đâu đấy rồi. Dưới này có một cái gì đây? Đường à. Đường nước đi xuống. Đây cũng là một cái đường nước đi xuống. Ê, nhìn khúc này. No. Tôi bị giết hết đám nhện đi. Mình trước là cái đám nhện. Ghét nhện lắm nha. Ghét nhện vô cùng luôn nha. Chết đi. May mà mình không bao giờ sợ nhện. Ok. Chúng ta... Cái này căng. Cái này căng vào đáy. Ok. Vẫn còn tiếng mấy nhẹ đi nghe rất là khó chịu. Rất là ghê luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nào. Có gì đây đây? Cái đậu phộng không có gì hết. Vậy chúng ta... mấy cái đường này nè. Không có gì hết á. Rương. Bên kia có cái gì đấy. Mà ở dưới đây không có cái rương đồ ta. Cái này cắn điệt. Cắn cực luôn. Không có cái gì xung quanh đấy hết á. Ta phải làm thế nào đấy? Làm thế nào để hở các bọn? Kìa là cái gì vậy? Thằng nào gắn cái cần gạt ở đó vậy? Coi phía trên là cái gì mà gắn cần gạt? À, phía trên là cái... Để cái chỗ kìa. Rồi, chúng ta sẽ xem xét ở trong... mấy cái đường ray này nhá. Có vẻ như cái này nó cứ đi đâu đấy. Ta nên vô trong coi thử ha. Đường... Ây da, nhảy cái kiểu gì không biết nữa. Ok, chúng ta sẽ tìm cách điều tra mấy cái con nhện kìa. Chúng ta sẽ tìm cách điều tra mấy cái con nhện con này. Tìm cách điều tra mấy cái đường ray nha. Rồi. Ta lấy cái này để làm cái gì? Ta sẽ đập cái này không? No! Không! Đập cái gì hết? Nó không có ghi là Rockbuster. Nó có thể đập một cái gì đấy. Nhưng mà nó không có nói rõ là phải đập được cái gì. Rồi.
chúng ta sẽ cái đường đó là đường xuống, và có thể chúng ta sẽ đi đường này chăng? Không có gì hết. Ok, what are we doing? Chúng ta đang làm cái gì đây? Hả? Vừa thấy gì? Phải. Ok, chúng ta phải tìm cách. Trong đây có cái gì vậy? Có cái gì? Phía trên kia nó có một cái đường ray đi ra đi vào. Ở đây cũng có. Đây có gì trong đây không? Không. Phía trên đây nè, có một cái nè. Ô, có cái rương kìa. Chết. Ô, chúng ta thấy rồi nha. Có thấy rồi nha. Ấy. Ô, xa quá cái mất rồi. Ấy, ấy. Bay. Ấy, ấy. Bay nào. Ok. Chúng ta sẽ thì chiu. Chuẩn men luôn. Chuẩn men, chuẩn men. Thì chúng ta cầm cái cúp này để làm cái gì vậy? Chúng ta sẽ đập này ra. Không. Rồi chúng ta sẽ coi lại cái đoạn cổng thôi. Cổng thôi các bạn, ở đây. Dạ. Ngon chim. Cái đây rồi. Thì chúng ta lấy cái xô nước làm gì không biết. Ok. Rồi thì tập này có lẽ cũng đã dài rồi ha. Thì mình mong các bạn hãy để lại thật nhiều comment để cho mình biết mình phải làm những gì. Quên, cái này nói nhầm rồi. Nhầm series. Ok, các bạn hãy để lại những map mà các bạn muốn mình chơi ở dưới phần comment, và hãy comment thật nhiều lên. Comment thật nhiều lên để đẩy cái video mình lên cái trang đề xuất. Và nhớ nhấn like vì cho nó xem tập tiếp theo nhé.